để làm nền tảng cho bài giảng luận hôm nay của chúng ta. Tôi tuyên đọc lời Chúa qua Kinh Thánh Tân Ước ở Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 32 đến 35, câu 13 đến câu 14 và Phúc Âm Luca đoạn 21 câu 21 và câu 24. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua mau, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điều gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến. Song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì ganh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chứa cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ. Trong nhiều nơi có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Amen. Cảm tạ Chúa, cảm ơn quý hội thánh. Xin mời quý hội thánh cùng an tọa. Tiếp theo kính mời mục sư Nguyễn Văn An chia sẻ sứ điệp của Chúa. Chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời cảm ơn sâu xa vì quý vị đã cho hội thánh của Chúa ở đây, đã cho phép chúng tôi đến thăm hội thánh lần này và cũng cho chúng tôi mượn cơ sở này để cùng với các tôi tớ Chúa khác dùng cơ sở này trong nhiều lần, nhiều năm để đào tạo những người hầu của Chúa trong tương lai. Chúng tôi xin dâng lời cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư quản nhiệm, ban chấp sự, trị sự và toàn thể quý vị. Sáng nay có lẽ trên tay quý vị giờ này đương có dàn bài của bài giảng của chúng tôi buổi sáng hôm nay, kèm theo phần kinh văn mà một con dân Chúa vừa đọc. Đề tài mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị hôm nay là một phần trong chủ đề về ngày Chúa tái lâm. Dấu hiệu ngày Chúa tái lâm, đó là những gì tôi xin trình bày với quý vị sáng nay. Xin quý vị theo dõi với cái dàn bài. Trong dàn bài đó có tất cả những câu kinh văn cần thiết để chúng ta suy gẫm lời Chúa với nhau, và hy vọng quý vị có thể sử dụng dàn bài này trong một dịp tiện khác, trong giờ chia sẻ lời Chúa với nhóm nhỏ hoặc là trong gia đình của quý vị sau này. Nói đến ngày Chúa tái lâm là nói đến sự xuất hiện của cứu Chúa Jesus Christ lần thứ hai. Hội thánh của Chúa cứ mỗi năm một lần kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa, và chúng ta đầu tư rất nhiều thời giờ và công sức vào ngày kỷ niệm đại lễ cứu Chúa Giáng sinh. Điều đó tốt, rất tốt. Tuy nhiên, Chúa Jesus Christ đến thế gian không phải một lần mà là hai. Nếu Chúa Giêsu Christ giáng sinh để đến thế gian lần thứ nhất
với dạng thức một em bé hài đồng nằm trong máng cỏ, thì rồi đây cứu Chúa của nhân loại sẽ đến thế gian lần thứ hai, không phải với dạng thức một em bé nằm trong máng cỏ nữa, mà Ngài sẽ cởi mây trời mà đến với tước hiệu là vua trên muôn vua. Đó chính là Ngài cứu Chúa chúng ta tái lập. Dường như trên bục giảng của các con dân Chúa cũng như những sự nghiên cứu Kinh Thánh riêng, chúng ta thường hay vắng bóng những bài học về Chúa tái lâm. Nhưng thưa quý vị, việc Chúa tái lâm là một điều chắc chắn, và để sửa soạn cho Ngài Chúa tái lâm, tôi nghĩ sáng nay tôi xin trình bày với quý vị về những dấu hiệu cho thấy Ngài Chúa tái lâm rất cận kề. Nói đến Ngài Chúa tái lâm, tôi tưởng không có thể tìm đâu ra những lời dạy quý báu bằng chính lời của Chúa Giê-xu nói về, tiên tri về, phán về, dạy về sự trở lại của Ngài. Cả ba phúc âm cộng qua Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đều ghi lại những gì Chúa Giê-xu tiên tri về việc Ngài sẽ trở lại thế gian lần thứ hai. Tuy nhiên có lẽ phúc âm Ma-thi-ơ là người kỹ thuật rõ ràng nhất, chi tiết nhất. Mỗi lần nghĩ đến việc Ngài Chúa tái lâm, tôi mời quý vị không khoan tìm đâu xa, hãy lật ra Ma-thi-ơ chương 24. Ma-thi-ơ chương 24 là chương duy nhất trong phúc âm Ma-thi-ơ nói riêng cũng như toàn thể Kinh Thánh nói chung ghi rõ và chi tiết hơn hết thảy những nơi nào khác trong Tân Ước. Thưa quý vị, trên tay quý vị giờ này có câu 32 và 33 của Ma-thi-ơ chương 24. Chúa Giê-xu phán như thế này: hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc vừa non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người ở đây với hoa là Chúa Giê-xu gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Khi Chúa Giê-xu dùng một cây vả để ví dụ, cái ví dụ này Ngài cho các môn đồ thân tín của Ngài biết về một dấu hiệu mùa hạ sắp tới. Từ đó Chúa Giê-xu sử dụng cái ví dụ này để biến nó trở thành một ẩn dụ về việc cứu Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại thế gian. Quý vị biết cây vả ở tại xứ Do Thái là một loài cây ngủ lâu nhất qua mùa đông. Khi các anh chị cây khác đến cuối đông và đầu xuân thì bắt đầu vươn mầm, rẫy lá, thì chị vả này lại ngủ tiếp tục. Và khi chị vả này thức dậy đó, thì người ta thấy mùa xuân đã hết rồi và mùa hạ sắp tới. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh này để nói lên rằng nếu các ngươi thấy dấu hiệu của cây vả trỗi lá thì các ngươi biết rằng mùa hạ sắp tới. Thế nào thì các ngươi sẽ thấy một số dấu hiệu mà ta sẽ chia sẻ với các ngươi đây, rằng ngày đó cứu Chúa của nhân loại sẽ trở lại. Thưa quý vị, nói về dấu hiệu của Ngài Chúa tái lâm đó rất là nhiều. Do vậy, trong một thời lượng ngắn ngủi này, tôi xin trình bày với quý vị chỉ 8 dấu hiệu trực tiếp rõ nét nhất mà thôi. Trong 8 dấu hiệu này, chúng ta có thể chia làm 2. 4 dấu hiệu đầu
thì liên quan đến mọi người trên thế gian này, không phân biệt là con dân Chúa hay người chưa tin Chúa. Và bốn dấu hiệu sau là bốn dấu hiệu liên quan trực tiếp đến những người theo Ngài. Và dĩ nhiên trong bài giảng sáng nay tôi sẽ sử dụng Matthew chương 24 như một phần kinh thánh rất là căn bản. Do vậy chúng ta cần phải đối chiếu với sách Khải Huyền để xem thử những dấu hiệu này, những khải tượng này dân ghi lại trong sách Khải Huyền trùng hợp với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, tiên tri của Ngài ra làm sao. Trước hết, bốn dấu hiệu đầu liên quan đến toàn thế giới, và dấu hiệu đầu tiên đó là chiến tranh. Có lẽ quý vị và tôi đến từ Việt Nam, những người với lứa tuổi 40-50 trở lên kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam rất nhiều. Do vậy ở Matthew chương 24 câu 6 và câu 7a trên tay quý vị, xin mời quý vị xem. Chúa Giê-xu tiên tri về một trong những dấu hiệu lớn chứng tỏ ngày của Ngài trở lại, đó là chiến tranh. Ngài phán như thế này: các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa phải là cuối cùng đâu. Ngài phán tiếp: dân này sẽ dậy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ sẽ nghịch cùng nước kia. Chiến tranh. Chiến tranh là một cái gì nhân loại không thích, không ưa, và lòng ai cũng mong cầu sự hòa bình. Nhưng thưa quý vị, hòa bình sẽ không bao giờ đến cho đến ngày cứu Chúa chúng ta trở lại. Nếu quý vị lật ra ở Khải Huyền chương 6 câu 4, một khải tượng mà dân đã thấy, đã viết lại, đây là một loạt khải tượng về các ấn, các bát, những hình ảnh mà dân thấy rõ nét nhất để chuẩn bị cho một loạt dữ kiện sẽ phải xảy ra liên quan đến Ngài con người từ trời mà đến. Khải Huyền chương 6 câu 4, dân sử dụng những từ ngữ gần giống như những từ ngữ của Chúa Giê-xu đã sử dụng trong Ma-thi-ơ chương 24. Âm gì? Liền có một con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian. Nhân vật ngồi trên ngựa hồng mà dân thấy ở Khải Huyền chương 6 là hình ảnh của một người được Đức Chúa Trời cho phép cất lấy hòa bình khỏi thế gian. Nghĩa là thế gian dù mơ tưởng hòa bình, dù mong ước hòa bình, dù có nhiều sứ giả hòa bình xuất hiện khắp các nơi trên thế giới, tuy nhiên hòa bình sẽ không đến vì người này được Đức Chúa Trời sai đến để cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Nói đến thanh gươm là nếu nói đến vũ khí ở các thế kỷ xa xưa. Ngày nay thưa quý vị, người ta không giết nhau bởi gươm, mà người ta đã giết nhau bởi nhiều vũ khí hàng loạt tối tân kinh khủng mà quý vị không thể tưởng tượng được. Nếu năm 1945 đệ nhị thế chiến chấm dứt bởi hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả tại Nhật, Hiroshima và Nagasaki, thì so với cái năng lượng nguyên tử mà ngày nay thế giới đang sử dụng và đang có, đang tàn trữ, thì hai quả bom đó chỉ là đồ chơi con nít, không ăn thua gì. Ngày nay nhân loại đã khôn ngoan vượt bậc, đã chế ra được những vũ khí kinh khủng gấp hàng triệu lần
những quả bom mà trước đây ông cha chúng ta phải cúi đầu thán phục. Thưa quý vị, chiến tranh thế giới thứ nhì chưa nguôi ngoa thì chiến tranh Nam Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950 đến 1953 tạm chấm dứt, và Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải chi ra 361 tỷ đô la cho chiến tranh Triều Tiên trong vòng 3 năm. 7 năm sau, năm 1960, chiến tranh Việt Nam bùng nổ và Hoa Kỳ bước vào. Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận rằng có 531 tỷ đô la đã chi phí cho chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh vùng Vịnh năm 1989, 81 tỷ, nhưng mà chưa. Chiến tranh ở Iraq và Afghanistan cho đến tháng 10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi tới 1.05 ức kim, không phải là bí lên nữa nhưng mà trillion, để chi phí cho một cuộc chiến tranh còn đương tiếng súng. Và thưa quý vị, chiến tranh cứ từ từ tăng cao, vũ khí càng ngày càng nhiều, và thưa quý vị, thế giới sẽ không có sự bình an cho đến ngày cứu Chúa chúng ta trở lại. Nhân loại sẽ không có sự bình an cho đến khi nhân loại tìm được sự bình an trong cứu Chúa Giêsu Christ. Dân này sẽ dậy lên nghịch cùng dân khác. Quốc gia này sẽ tiếp tục tấn công quốc gia kia. Trong gia đình không có sự bình an, trong bạn hữu có sự chia rẽ trầm trọng. Và đó là dấu hiệu của ngày cứu Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Nhân loại tìm mắm hòa bình, nhưng mà sứ giả hòa bình sẽ khóc lóc đánh gai, không tìm thấy sự hòa bình đâu cả, vì chính con người, chính nhân loại chưa có sự bình an trong cứu Chúa Giêsu Christ. Người ta lo ngại cho một cuộc chiến không phải là cuộc chiến ý thức hệ nữa như chiến tranh Việt Nam nữa, mà là một cuộc chiến tôn giáo. Khi nghiên cứu đến sách Khải Huyền, chúng ta không thể hiểu hết, và chưa có một người nào dám cam đoan một điều gì. Nhưng mà diễn tiến xung quanh chúng ta trong những năm gần đây cho thấy rằng nếu loài người có một vài ngày hòa bình, thì một ngày vài ngày hòa bình đó chỉ là chuẩn bị cho chiến tranh mà thôi. Đó là dấu hiệu đầu tiên tôi xin trình bày với quý vị. Ngài Chúa Giêsu trở lại rất gần. Sau chiến tranh, có lẽ dấu hiệu thứ hai mà Chúa Giêsu đã đề cập đến, đó là đói kém. Trong câu 7b cũng Ma-thi-ơ chương thứ 24, Chúa Giêsu có nhắc đến cho mọi người biết rằng nhiều chỗ sẽ có đói kém. Có lẽ quý vị, các bạn trẻ của chúng tôi ở tại Mỹ hoặc ở tại Úc đây không tin rằng chúng ta sẽ có đói kém, nhất là các bạn trẻ. Tại vì mỗi ngày trong gia đình các bạn đã đổ đi biết bao nhiêu thức ăn thừa thải, và các bạn đang sống trong một gia đình hết sức là hạnh phúc, hết sức là giàu có, mà chúng ta có thể nói rằng đượm sữa và mật. Trong tủ lạnh quý vị đầy những thứ mà có lẽ quý vị chờ để đem vứt đi. Trên bàn ăn của chúng ta mỗi ngày dường như chúng ta vứt đi nhiều hơn những điều chúng ta sử dụng. Nhưng tôi xin thưa các bạn trẻ của tôi rằng những thứ mà các bạn thấy đó ngày hôm nay quý vị vứt đi đó, rồi đây các bạn sẽ không tìm ra đâu nữa cả. Trong một hải tượng mà dân thấy về ngày Chúa Giêsu trở lại có đề cập đến đói kém. Quý vị đã đọc câu này nhiều lần, nhưng mà có lẽ quý vị kiên nhẫn với tôi xin cắt nghĩa câu này một chút xíu. Câu này là câu 6, chương 6 của sách Khải Huyền trên tay quý vị đó. Quý vị đọc đi, trên tay quý vị đó, rồi tôi xin phép được cắt nghĩa điều này một chút xíu cho các bạn trẻ của tôi.
trên tay quý vị trong giảng bài có sẵn, quý vị khỏi phải lật kinh thánh. Giăng ghi như thế này: tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mật nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Tôi xin quý vị kiên nhẫn cho tôi một chút, tôi xin phép quý vị được giải thích câu kinh văn. Câu kinh văn này rất quan trọng, mà tôi không nghĩ rằng chúng ta đọc qua thì chúng ta ý thức được điều gì mà Giăng muốn viết. Đơ-ni-ê là gì? Đơ-ni-ê là tiền công của một người đi làm trong một ngày. Thời bây giờ, nếu gia đình có ông chồng, bà vợ và hai đứa con, bà vợ ở nhà giữ con, ông chồng đi làm, thì ông cái chồng đi làm quần quật suốt ngày mang về được một đơ-ni-ê, đó là tiền công của ông ấy. Và dĩ nhiên tiền công của ông ấy thì ông ấy phải mua thực phẩm cho gia đình ăn trọn ngày, để chờ đến ngày mai ông đi làm tiếp. Xem thử Giăng cho biết công của một người một ngày mua được cái gì. Mời quý vị xem trở lại: một đấu lúa mì bán được một đơ-ni-ê. Trước hết phải xem lúa mì, đấu lúa mì. Nhớ rằng đấu lúa mì chứ không phải là đấu bột mì. Bột mì là thứ sẵn sàng để làm bánh. Lúa mì nó gồm có đủ thứ linh tinh, nó phải làm đi cho nó sạch rồi thì một đấu lúa mì nó chẳng còn là bao. Một đấu lúa mì mà làm giả sai ra nhuyễn rồi làm á, thì chỉ được một mình ổng ăn không no một bữa nữa, đừng có nói chi các con ổng ngồi chờ. Nhưng mà cả công ăn, cái công của ổng là một ngày đó, ổng chỉ lấy được một đấu lúa mì, và ổng phải làm ra sai không đủ cho con ăn, một đơ-ni-ê rồi. Ba đấu mật nha. Tôi xin quý vị, cái từ ngữ mật nha này không phải ba đấu lúa mạch, chứ không phải là ba đấu mạch nha. Mạch nha không phải là mạch nha như mạch nha Quảng Ngãi đó, chúng ta mua 5 đồng một hũ đâu, ngọt ngọt đó, không phải. Không phải là mạch nha. Ba đấu lúa mạch. Lúa mạch là lúa gì? Nếu lúa mì đó là một cái loại lúa để cho người ta ăn, giống như gạo bên mình, thì lúa mạch đó giống như bo bo hay là ngô, người Bắc họ gọi là ngô, miền Nam gọi là bắp, dùng cho súc vật ăn. Nghĩa là một ông chồng làm quần quật suốt ngày mua được một đấu lúa mì hoặc là ba đấu đồ độn cho cả gia đình ông ăn. Mà cách này á thì chắc là họ phải mua đồ độn rồi, tại vì không đủ cho gia đình ăn bánh mì. Nhưng mà chưa, cái mệnh đề sau đó là mệnh đề nhiều người thắc mắc. Mệnh đề sau là gì? Còn dầu và rượu chớ đụng đến. Nghĩa là sao? Cái gì mà kinh thánh còn nói rượu đây, có lẽ là nhậu được à? Rượu này là một loại rượu hết sức là bình thường, lấy từ cái trái nho và người ta uống đó. Người Việt Nam mình nói tới rượu là nghĩ đến sai, nhưng mà không, cái rượu này là rượu, loại rượu bình thường, chúng ta uống như uống nước trà vậy thôi. Dầu và rượu chớ đụng đến. Nếu bảo rằng bột mì là nhu yếu phẩm, nếu bảo rằng lúa mạch là nhu yếu phẩm, thì dầu và rượu là xa xí phẩm, không ham, không màng, không thể có đâu. Đừng đụng đến, đừng mơ tưởng tới. Đó là sự khan hiếm thực phẩm mà Giăng thấy. Giăng cố gắng ghi lại một vài câu. Ở đây chỉ có câu 6 nói rõ thôi, một câu thôi, để cho quý vị và tôi hiểu được rằng rồi đây những xa xí phẩm không còn thấy nữa, nhiều yếu phẩm cũng rất là hạn chế, nghĩa là sự đói kém tới nơi. Trở về với lịch sử thế giới, cũng như chiến tranh hồi nãy tôi trình bày với quý vị, lịch sử chiến tranh càng lên cao của thế giới, thì thưa quý vị,
lịch sử bị đói kém của thế giới cũng càng lên cao, lên cao, lên cao như vậy. Năm 1921, một nạn đói lớn ở Nga có 5 triệu người chết. 20 năm sau tại Leningrad, cũng tại Nga, có 1 triệu người chết trong một thành phố. Tại Trung Quốc, nạn đói năm 1959 đến 61, 3 năm trời có 20 triệu người chết tại Trung Quốc. Việt Nam, trong Thế chiến thứ 2 năm 1944, khi quân đội Nhật sang Việt Nam, có gần 2 triệu người chết. Campuchia năm 1979 có 2 triệu người chết. Bắc Hàn năm 1996 có 1 triệu người chết. Và hiện giờ đây, Liên Hiệp Quốc đương lo lắng không biết sẽ có bao nhiêu triệu người chết ở Bắc Hàn vào năm nay, vì cơ họ rất đói và mùa lạnh đến nơi. Thưa quý vị, còn biết bao nhiêu nơi khác trên thế giới này ngày nay các con em thiếu dinh dưỡng, sống cằn cỗi, và họ chết mà không ai biết, không ai hay. Thưa quý vị, thế giới này thời tiết sẽ không còn thay đổi bình thường, mùa sẽ mất, chiến tranh sẽ lên cao, và con người sẽ không tìm thấy đủ thực phẩm để cho họ sinh sống. Nếu cái lượng con người, mật độ dân số của thế giới nó tăng theo cái nhiệt độ khinh tốc như thế này đó, thì trong vòng 25 năm tới, cái số người trên thế giới này quá nhiều. Trong khi những miền quê kia đó, họ từ từ bỏ ruộng vườn, họ cày ruộng vườn để xây nhà và bán nhà lợi hơn. Và cứ tình trạng như vậy thì thế giới vì khan hiếm nước, vì trái mùa, vì người ta không tiếp tục làm ra thực phẩm nữa, hoặc là nhiều người quá, đông dân quá, thì tất cả những điều đó đã xảy ra, sẽ xảy ra và tiếp tục gây cho con người có một nạn đói kinh khiếp mà chúng ta nhân loại sẽ thấy, và đây là dấu chỉ cho ngày cứu Chúa chúng ta trở lại. Bây giờ đến động đất. Đây là dấu hiệu thứ ba trong một loạt bốn dấu hiệu liên quan đến mọi người, không kể con dân Chúa hay không con dân Chúa. Động đất, chiến tranh và đói kém, không có trừ một ai, con dân Chúa hoặc không con dân Chúa. Trong câu 7C của Ma-thi-ơ chương 24, Chúa Giê-xu có đề cập đến động đất. Và kinh khủng hơn thì Khải Huyền chương 6 câu 12 văn diễn tả một cơn động đất, hình ảnh của cơn động đất như sau. Trên tay quý vị, mời quý vị xem. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen. Cả mặt trăng trở nên nhu huyết. Đây là một cơn động đất, và văn có lẽ văn không tìm đủ cái từ ngữ của loài người để ghi. Quý vị nhớ rằng cái ngôn ngữ chúng ta đang sử dụng và cái từ ngữ mà chúng ta đang sử dụng, bất cứ ngôn ngữ và từ ngữ nào đều thiếu, đều không đủ chữ. Ngôn ngữ và từ ngữ của loài người đôi khi không đủ chữ để diễn tả những gì chúng ta muốn diễn tả. Và đây là cách tối đa nhất mà văn có thể diễn tả kinh khiếp trong ngày đó về việc động đất. Thưa quý vị, động đất đó thì nó có hai hình thức. Nếu mà có sự chuyển động trên mặt địa cầu, nghĩa là ở trên đất liền, thì chúng ta gọi nó là động đất. Nếu một sự chuyển động ở trên đất liền, chúng ta gọi nó là động đất. Và nếu có một sự chuyển động ở dưới lòng đại dương, thì chính cái đó nó sẽ phát khởi ra sóng thần. Vì đất ở giữa lòng đại dương tự nhiên nứt nẻ, sụp hay là dao động, thì nước ở trong lòng đại dương đó nó sẽ tạo thành một cái việc sóng ngầm. Và tùy theo cơn chấn động đó mạnh hay yếu, sóng thần đó sẽ lớn hay là nhỏ. Và quý vị biết, tháng 12 năm 2004, một cơn chấn động gần 9 chấm đã xảy ra
Và quý vị biết, ở Indo, ở Thái Lan, nhiều nước khác đã chết hàng trăm ngàn người. Riêng tháng 3 năm vừa qua, cơn động đất tại Haiti và làm cho trên 200.000 người chết. Và chúng tôi lo sợ cái tiểu bang đẹp của chúng tôi là Hawaii sẽ bị cuốn đi bởi cái cơn sóng thần đó. Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử thế giới, mỗi ngày nhiều chấn động ở mặt quả địa cầu này. Nó có nhiều lý do lắm. Nhưng mà thôi, chúng ta chỉ thấy hiện tượng. Đó là mỗi ngày nếu có những cơn chấn động xảy ra thì cơn chấn động xảy ra nó càng mạnh hơn, dữ dội hơn những năm về trước. Và vì thế cho nên nhiều người đã chết hơn, chết kinh khiếp hơn là chúng ta tưởng. Và có một điều nữa, một dấu hiệu nữa xảy ra, đó là dịch lệ. Luca chương 21, ông cũng ghi lại lời tiên tri của Chúa Giêsu về ngày cuối cùng này. Và có lẽ Luca chương 21 câu 11, ông ghi rõ về sự dịch lệ xâm nhập vào con người và giết hại con người ở câu 21 Luca. Câu 11 chương 21. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém, có dịch lệ nhiều nơi. Có dịch lệ không phải là một nơi mà là nhiều nơi. Luca xác nhận như vậy. Và đây là cơn dịch lệ, những cơn dịch lệ trong thời kỳ của chúng ta đó, nó phát khởi đó. Thì quý vị đã nghe nói trong suốt 5 năm qua, những cơn dịch cúm gà lan tràn làm náo động một số các quốc gia Á Châu. Và người ta sợ rằng nếu một cơn đại dịch xảy ra như vậy đó, thì thứ nhất đó là không có đủ thuốc để chữa trị. Thứ hai đó là không có đủ người để chăm sóc những người bệnh. Trong những ngày mà cơn dịch cúm gà phát khởi ở Á Châu đó, thì chính phủ Hoa Kỳ lo ngại và bắt đầu phải làm thuốc thêm ra, mua thuốc nhiều nơi, và họ nói rằng cũng không đủ cho người Mỹ sử dụng. Và họ tiên đoán rằng nếu có một cơn đại dịch xảy ra tại Mỹ đó, thì hàng triệu triệu người chết, lý do đó là các bệnh viện tại Hoa Kỳ không đủ giường cho những người bị bệnh dịch nằm. Và họ phải điều trị ở nhà. Và vì điều trị ở nhà cho nên người này lây lan qua người kia một cách dễ dàng, và người này chết kéo theo kẻ khác chết. Ngày hôm nay cơn dịch chưa xảy ra, chúng ta có thể nói rằng một người chết thì có 100 người đi đưa ra ma. Nhưng khi cơn dịch xảy đến á, thì một người đưa ra ma cho 100 người chết. Nghĩa là họ chôn tập thể, nhiều lắm là một người có đủ sức đào một cái hố thiệt lớn rồi đẩy những cái thây đó xuống mà lấp lại mà thôi. Dịch lệ là một dấu hiệu khủng khiếp mà Khải Huyền chương 6 câu 8 có đề cập đến. Mời quý vị xem chương 6 câu 8. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy là sự chết và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian để sát hại dân ngoại bằng gươm dao, bằng đói kém và dịch lệ. Dịch lệ ở đây Khải Huyền chương 6 câu 8 ghi chỉ hai chữ thôi, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy người ta sẽ chết. Và chết bao nhiêu? 1/4. Người cưỡi ngựa sẽ chết, âm phủ theo sau người, người được quyền trên một góc tư thế gian. Người ta chết kinh khủng, người ta chết rải rác khắp nơi. Và các bốn dấu hiệu đó, bốn dấu hiệu mà tôi trình bày, chiến tranh cũng làm cho người ta chết, đói kém cũng làm cho người ta chết, động đất cũng làm cho người ta chết, dịch lệ cũng làm cho người ta chết. Đó, càng ngày quý vị thấy rằng càng cao hơn, càng nhiều hơn, người ta chết càng khẩm hơn. Thành thử những dấu hiệu này quý vị thấy rõ Chúa Giêsu chúng ta sắp trở lại. Bây giờ tôi trình bày quý vị bốn dấu hiệu khác liên quan đến những người con dân Chúa. Dấu hiệu đầu tiên là đạo lạ. Thưa quý vị, đạo lạ nó bắt nguồn từ những tà thuyết, những giáo sư giả. Những giáo sư giả nó đưa ra những tà thuyết
Từ những tà thuyết đó họ làm lên những tà giáo, và đó là những đạo lạ. Đạo lạ bắt nguồn từ lâu lắm rồi, không phải mới đây trong thế kỷ chúng ta đâu. Ngay trong thế kỷ thứ nhất, Chúa Giêsu cũng đề cập đến đạo lạ. Giăng cũng đề cập đến đạo lạ. Phaolô cũng đề cập đến đạo lạ. Phi-rơ cũng đề cập đến đạo lạ. Đạo lạ cứ từ từ phát triển. Thưa quý vị, đạo lạ không hề chết, nó chỉ biến dạng mà thôi. Tôi xin nhắc lại, đạo lạ không hề chết, nó chỉ biến dạng mà thôi. Và thưa quý vị, đạo lạ là hình thức của những người tự xưng là con dân Chúa, thế mà bóp méo lời của Chúa, sử dụng, cố tình sử dụng và giảng sai lời của Chúa, đưa ra những tà giáo. Đó là cái niềm kinh hãi mà chúng tôi là những người hầu mục Chúa thấy càng ngày đạo lạ càng phát triển nhanh hơn chúng ta tưởng. Đôi khi con dân Chúa bình chân như vậy ngồi đây, nhưng mà đạo lạ bắt đầu đã ôm mầm và nở rộ xung quanh cộng đồng chúng ta mà chúng ta không biết. Mời quý vị trở lại Ma-thi-ơ chương 24, xem thử Chúa Giê-xu tiên tri về đạo lạ dấu hiệu này như thế nào. Câu 4 đến câu 5 và câu 11, xin mời quý vị xem. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Thưa quý vị, những tà giáo không phải là một tôn giáo xa lạ. Tà giáo nó xuất phát từ trong chúng ta, mà Chúa Giê-xu nói rằng chúng đến từ chúng ta, chúng phát xuất từ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta. Giăng xác nhận như vậy. Và thưa quý vị, những tà giáo này bảo rằng họ là con dân Chúa, nhưng mà họ lại phủ nhận sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Những đạo lạ này bảo rằng họ là con dân Chúa, nhưng mà họ không tin có thiên đàng và địa ngục. Đạo lạ này họ bảo rằng họ là con dân Chúa, nhưng họ phủ nhận tân ước. Thưa quý vị biết, đạo lạ là một trong những ung nhột đau thương hơn hết của lịch sử Hội Thánh Chúa. Quý vị để ý này, ma quỷ luôn luôn muốn tận diệt Hội Thánh Chúa ngay từ đầu. Ngay từ đầu, ở thế kỷ thứ nhất, ma quỷ đã muốn tận diệt Hội Thánh Chúa, bóp chết Hội Thánh Chúa ngay từ trong trứng nước rồi. Ma quỷ đã đưa ra hai chiêu. Chiêu đầu tiên đó là nó đánh từ ngoài đánh vào Hội Thánh. Đó là những cơn bách hại. Nếu quý vị nghiên cứu lịch sử Hội Thánh, thì tôi xin trình bày với quý vị rằng chiêu thuật đầu tiên của ma quỷ đó là đánh từ ngoài Hội Thánh đánh vào. Đó là những cơn bách hại. Nó muốn giết chết những người yêu mến Chúa, để nó làm hù dọa những người khác không còn dám tin Đạo Chúa nữa. Đó là trường hợp ngay từ thế kỷ đầu, những cái hịch, những cái dịch của vua đế quốc La Mã đã rung bát những con dân Chúa. Đó là những cơn ném đá ê tiên chẳng hạn đã bắt đầu, gia cơ đã bắt đầu, và nhiều người khác suốt trong 300 năm đầu của lịch sử Hội Thánh Chúa. Nhưng mà lạ lắm, Đức Thánh Linh đã bẻ gãy cái chiêu thuật này của ma quỷ một cách dễ dàng. Vì cớ mỗi lần mà cơn bách hại xảy ra thì con dân Chúa chạy tứ tán, mỗi nơi con dân Chúa chạy đến thì một nhà thờ lại được thành lập. Thành thử hóa ra đó là qua nhiều cơn bách hại đó, con dân Chúa và Hội Thánh Chúa trưởng thành, vươn lên, chớ không hề chết. Ma quỷ biết cái điều này nó thất bại rồi, nhưng mà nó không bó tay, nó vẫn tiếp tục bách hại được chừng nào hay chừng ấy. Cho đến thế kỷ này, thế kỷ 21 này, cơn bách hại vẫn xảy ra tràn lan khắp trên thế giới, không phải chỉ ở thế kỷ thứ nhất mà thôi. Bây giờ ma quỷ đã bắt đầu đánh một chiêu thuật thứ hai, lần này độc hơn, nguy hiểm hơn, và đây là điều đáng nói. Nếu chiêu thuật đầu tiên nó đánh từ ngoài Hội Thánh, nó tấn công vào,
nó thất bại. Thì giờ đây nó biến cái chiêu thuật thứ hai độc địa hơn, đó là nó tấn công từ trong, tấn công ra, từ trong hội thánh tấn công ra. Đó là tà giáo, đó là đạo lạ, đó là những người tự xưng là con dân Chúa mà không có một chút gì, một ý niệm nào, một niềm tin nào. Quý vị biết, có nhiều đạo lạ đã đến gõ cửa nhà chúng ta. Và họ, này nhá, họ rất thích nói chuyện với chúng ta là những người con dân Chúa. Tại vì con dân Chúa là thành phần họ biết rằng yêu mến Chúa và dễ dàng cám dỗ hơn hết. Nhất là con dân Chúa chưa trưởng thành. Mới đầu tiên họ đưa ra, anh có Kinh Thánh phải không? Tôi cũng có Kinh Thánh, mời anh học Kinh Thánh với tôi. Nhưng không bao lâu sau họ rút quyển Kinh Thánh lại và họ đưa quyển sách của một môn ra. Tương tự như vậy đạo lạ tràn lan. Và quý vị để ý nè, ngày nay có những giáo sĩ của đạo lạ học tiếng Việt, giảng tiếng Việt, đi làm chứng tiếng Việt, nói việc, việc làm chứng. Chúng ta yếu hơn người Jehovah's Witnesses rất nhiều. Dầu người Jehovah's Witnesses không bao giờ chờ đợi sự tái lâm của Chúa Giêsu. Họ bảo rằng họ là con dân Chúa nhưng họ không bao giờ chờ đợi sự tái lâm của Chúa Giêsu. Và nếu nói đến sự làm chứng, chúng ta còn thua xa các những người đó. Jehovah's Witnesses, một môn giáo sĩ của một môn sẵn sàng ra đi bất cứ nơi nào, những bạn trẻ sẵn sàng tình nguyện ra đi, trong lúc chúng ta rất lấy làm hiếm hoi khi có một người đem một người đến với Chúa. Và thưa quý vị, Mark khi ông ghi lại lời của Chúa Giêsu nói về tiên tri về ngày tận thế liên quan đến đạo lạ, thì Mark ghi như thế này trên tay quý vị đó, mời quý vị xem. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Đến đây đó, sự rắc rối của Christ giả, tiên tri giả bắt đầu. Chữ Christ giả, chữ Christ đó không có hoa, lý do đó là cái giả, không có thiệt. Chữ Christ mình viết hoa đó là Christ thiệt của chúng ta tin, còn Christ này là Christ giả. Những Christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên, quý vị để ý nè, làm những dấu kỳ phép lạ. Làm những dấu kỳ phép lạ nghĩa là những đạo lạ, những tà thuyết, những tà giáo, họ vẫn có quyền làm nhiều dấu kỳ phép lạ để cho kẻ khác tin. Và đó là lý do ngày nay nhiều người chạy theo phép lạ, và phép lạ dễ dàng đưa người ta đến với họ hơn. Họ chạy theo phép lạ nhưng mà họ không chạy theo Chúa. Và đó là lý do làm sao đạo lạ có thể bành trướng một cách kinh khủng. Riêng Southern Baptist Convention ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã tổng kết và chúng tôi biết chắc là trong 10 năm vừa qua, số tín hữu của Southern Baptist bị đạo lạ dỗ dành lên đến 25%. Kinh khủng như vậy đó. Nghĩa là những đạo lạ này đã đến quyến rũ, nó không thích nói chuyện với những người các tôn giáo khác, nó thích ai là Cơ Đốc giáo, ai là con dân Chúa thì nó thích. Và nó nhắm vào những người không có mạnh, những người mà đi nhà thờ như vậy thôi nhưng mà không biết gì nhiều về Chúa, không hiểu nhiều về Chúa, nó thích những người đó. Và nếu mà để cho họ lột vào nhà mình trong một vài lần á, trước sau gì gia đình nó cũng thuộc, gia đình đó cũng thuộc về những đạo lạ đó. Thành thử thưa quý vị, nếu quý vị nhìn vào những bản tổng kết phát triển tôn giáo thế giới hàng năm, quý vị sẽ thấy rằng những đạo lạ đó phát triển mạnh hơn Cơ Đốc giáo rất nhiều. Số tín hữu của anh em công giáo của chúng ta càng ngày càng thấp đi, càng teo lại. Evangelical Church của chúng ta càng ngày càng thấp đi, càng teo lại. Chúng ta cố bành trướng, chúng ta cố phát triển nhưng quá chậm so với đà tiến triển của dân số. Nhưng mà đạo lạ họ tiến đến 200-300% mỗi năm. Muslim ở tại Hoa Kỳ, họ chiếm nhiều nước lắm rồi,
ngày nay Canada, Hoa Kỳ, Anh Quốc tràn lan. Và nhiều cái đạo lạ đã dám bỏ ra hàng tỷ đồng tại Hoa Kỳ để xây nhiều cái nhà thờ, mà tráng lệ không có một cái nhà thờ Cơ Đốc giáo nào dám sánh bằng. Họ có một ngân quỹ hết sức là rộng rãi, vì chính những cái ngân quỹ mà họ có đó, họ tiếp tục invest, đầu tư vào, và họ lấy số tiền đầu tư đó để họ xây dựng nhà thờ và cơ sở. Thưa quý vị, đó là dấu hạn, dấu hiệu của Ngài Chúa Tái Lâm. Khi có những đạo lạ xuất hiện tràn lan như nước vỡ bờ, mà quý vị và tôi phải là những anh hùng đứng ngăn nước lại. Dấu hiệu tiếp theo đó là cơn bách hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Đây là dấu hiệu về cơn bách hại trong ngày cuối cùng. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều người sẽ xa vào trước cám gỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Dân thì có một khải tượng rất là lạ. Mời quý vị xem với tôi tiếp một cái khải tượng của dân liên quan đến cơn bách hại này. Khi chiên con mở ấn thứ 5, Khải Huyền chương 6 câu 9 và câu 11b trên tay quý vị đó, mời quý vị xem. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ đã làm. Tức là dân thấy một khải tượng. Trong cái khải tượng đó, ông thấy là dưới bàn thờ có những linh hồn tử vì đạo đang chờ đợi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Và họ hỏi, những cái linh hồn đó hỏi là khi nào, chừng nào chúng tôi sẽ chờ đợi bao lâu để Chúa trở lại và giải quyết vấn đề này cho chúng tôi. Thì câu trả lời là cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị viết như mình vậy. Câu này có nghĩa gì? Câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã định có một số người nào đó trên thế gian này là những người yêu mến Chúa phải chết vì danh Chúa. Con số là bao nhiêu chúng ta không biết. Và ngày nay có bao nhiêu người chết tổng số rồi chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta biết chắc một điều. Nếu Đức Chúa Trời định đây là một cái ly nước, và một người chết là một giọt nước nhỏ vào ly, thì càng ngày đó, cái ly nước nó sẽ càng đầy, nó sẽ không lưng đi. Nghĩa là càng ngày nếu có một người chết vì danh Chúa đó, nằm xuống đó, thì cái ly nước nó càng cạn. Chúng ta không biết giờ nào cái giọt nước cuối cùng sẽ làm tràn đầy ly. Nhưng chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã định một số người nào đó, một số nào đó chết, để đó là dấu hiệu mà Ngài Chúa Giêsu trở lại. Cho nên, thưa quý vị, có những người chết âm thầm vì danh Chúa chúng ta không biết. Không có một người nào có khả năng biết họ. Những người âm thầm chết trong tù, những người âm thầm chết trong rừng, những người đã bị giết vì bất cứ lý do nào, chúng ta không biết tên, biết tuổi và không ai có thể tổng kết được. Chỉ có Thánh Linh mới làm được công việc đó. Nhưng chúng ta biết chắc một điều rằng, cả mỗi ngày qua đi khi chúng ta bình yên như thế này, thì ở một nơi nào đó trên thế giới có những người nằm xuống vì danh Chúa. Hội các thánh tử vì đạo vừa cho biết trung bình, họ chỉ trung bình thôi, một năm theo họ đó thì có 159.000 người chết vì danh Chúa. Một năm, các thánh tử đạo cho biết một năm có 159.000 người chết vì danh Chúa. Họ cho biết rằng đa số những người đó sống ở trong các nước cộng sản và Hồi giáo. Một việc thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sống trong một cái thành phố, một cái quốc gia yên bình như thế này. Một phần khác chúng ta cũng liên tưởng đến các bạn con dân Chúa chúng ta ở rải rác khắp nơi, họ đương chịu bách hại và thương mến họ và cầu nguyện cho họ. Và mặt khác cũng là mặt chúng ta cần biết rằng giọt nước cuối cùng có thể đầy ly đêm nay. Giọt nước cuối cùng đó có thể đầy ly chiều nay. Cho nên Ngài Chúa chúng ta trở lại rất gần hay là quá gần mà chúng ta cần phải để tâm tới. Để chúng ta những ngày còn sống lại trên mặt đất này, chúng ta phải làm một cái gì cho cứu Chúa chúng ta và vinh danh Ngài. Bây giờ đến một dấu hiệu thứ ba
liên quan đến những người con dân Chúa mà chúng ta có thể thấy được, đó là dân Israel lập quốc. Trong lời phán của Chúa Giêsu về những dấu hiệu Chúa tái lâm đó, như tôi thưa với quý vị ngay từ đầu, là ba sách phúc âm Matthew, Mark, Luca mà chúng tôi gọi là tin lành cộng quan đều ghi riêng phần này, riêng về việc lập quốc, dân Israel lập quốc này, thì Luca ghi như thế này, mời quý vị xem ở chương 21 câu thứ 24: họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, họ tức là người Israel đó, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, tức là nói về cái việc mà dân Israel mất nước. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp. Quý vị để ý cái mệnh đề cuối cùng mới là cái mệnh đề quan trọng. Mời quý vị xem cái mệnh đề quan trọng đi: cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được chọn? Kỳ dân ngoại được chọn chưa? Nếu quý vị biết kỳ dân ngoại được chọn hay chưa, thì quý vị phải trở về với lịch sử Israel. Dân Israel mất nước hai lần. Lần đầu tiên là nửa nước phương Bắc Israel có tên là Israel bị bạo quân Assyria tấn công và bắt làm phu tù. Hơn 100 năm sau, nửa nước phương Nam có tên là Judah cũng bị bắt làm phu tù bởi đế quốc Babylon. Vua của Judah bị mất mắt, bị xiềng lại, các con ông phải giết trước mặt ông và bắt vua quan bệ hạ đi phu tù tại xứ Babylon. 70 năm sau đó, theo lời hứa của Đức Chúa Trời, qua Esai, qua Yoen, qua Ezechiel, qua Abdia, qua Jeremy, dân Chúa được hồi hương vào khoảng năm 450 trước Chúa. Tại sao? Tại sao dân Chúa mất nước rồi dân Chúa được hồi hương? Lần thứ nhất, có nhiều lý do. Chúng ta có thể kể lý do thứ nhất, có thể đó là do tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vâng, đúng. Nhưng mà một lý do mà về lịch sử mà chúng ta có thể thấy rằng dân Chúa hồi hương lần thứ nhất, Ngài cho phép như vậy để chuẩn bị cho con dân Chúa, để chuẩn bị cho con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất, đã chuẩn bị cho sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu tiên tri về một ngày nọ, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Chúa Giêsu nhìn cái đền thờ, nhìn thành Jerusalem hùng vĩ đẹp đẽ. Quý vị nhớ Chúa Giêsu nói gì không? Rồi đây sẽ chẳng còn có một hòn đá nào trông trên hòn đá khác. Đó là lời tiên tri kinh khiếp của Chúa Giêsu nói về thành thánh Jerusalem. Đúng y như điều Chúa Giêsu đã phán. Vào năm 70 sau Chúa, bạo quân La Mã đã đập thành, đã giết người, đã đốt phá tất cả và xóa tên dân Israel trên bản đồ thế giới kể từ năm 70 sau Chúa. Lần này thì nặng hơn, lần này thì mất nước lâu hơn. Dân Do Thái chạy tứ tán khắp năm châu mãi cho đến năm 1945. Đức Quốc xã đã giết hàng triệu người, không biết chính xác, có nơi thì nói 2 triệu, có nơi thì nói 3 triệu, có nơi thì 5 triệu, tại vì nhiều cái hầm, nhiều cái hồ chứa mà không biết bao nhiêu người, đã giết hàng triệu người Do Thái dưới tay của Đức Quốc xã. Sau Thế chiến thứ 2 chấm dứt năm 1945, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã đứng ra, đã bảo trợ một chiến dịch. Chiến dịch đó gọi là Zionic, là bảo trợ cho bất cứ một người Do Thái nào ở khắp các năm châu muốn hồi hương trở về lập quốc ở tại Israel thì về. Điều đó đã được Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ và Anh bảo trợ
ở năm 1948. Và quốc gia non trẻ Israel đã mất nước từ năm 70 dưới tay bạo quyền của đế quốc La Mã thì được hồi hương vào năm 1948 khoảng độ 2 triệu người. Năm ngoái tôi và một số sinh viên có đi du khảo tại Do Thái. Tôi rất mừng khi thấy họ tái thiết đất nước, một quốc gia quá non trẻ từ năm 1948 bữa nay, trong vòng 60 năm mà họ xây dựng lại những gì họ có thể xây dựng được với tất cả tấm lòng. Những người Do Thái ở ngoại quốc vẫn cứ tiếp tục trợ giúp họ để cho họ xây dựng lại đất nước. Nhưng mà hiện giờ xung quanh họ toàn là những kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù sẵn sàng bóp chết họ bất cứ lúc nào. Và thưa quý vị, điều đó không phải là điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu dân Do Thái hồi hương lập quốc lần thứ nhất để chuẩn bị con trời xuống thế lần thứ nhất, thì sự hồi hương lần thứ hai này, sau gần 2.000 năm mất nước, dân Israel được trở về hồi hương lần thứ hai này để chuẩn bị cho ngài cứu Chúa của nhân loại trở lại thế gian lần thứ hai. Cho đến chừng dân ngoại được trọn. Đó là lời Chúa Giêsu nói về sự mất nước của Israel. Dấu hiệu cuối cùng đó là dấu hiệu truyền giáo. Truyền giáo là một cái gì mà Chúa Giêsu canh cánh bên lòng suốt 3 năm trời, ngài đi đây đó rao giảng. Từ Bắc xuống Nam, từ Ca-bê-na-um xuống Giu-đa, từ hữu ngàn sang tả ngàn sông Giô-đanh, Chúa Giêsu luôn luôn canh cánh bên lòng là chúng ta phải đi nhiều làng khác nữa, vì cốt tại việc đó mà ta đã đến. Truyền giáo là một cái gì Chúa Giêsu không thể quên, không thể án nghĩ được. Và khi ngài về trời, ngài cũng nhắn gửi, ngài cũng cậy nhờ những người con yêu của ngài tiếp tục sứ mạng đó. Và Chúa Giêsu đã tiên tri về Chúa trở lại liên quan đến công cuộc truyền giáo ở câu thứ 14 của chương 24 sách Ma-thi-ơ như sau: Tin lành này về nước Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa là với tinh thần truyền giáo của khắp các công dân Chúa trên thế giới, với sự phát triển của máy in, của radio, của internet, Kinh Thánh đã được in và giảng và gửi CD, DVD, gửi ra tất cả hầu như những cái bộ lạc mà có ngôn ngữ trên thế giới ngày hôm nay, họ đều nghe biết về lời của Chúa. Đó là một dấu hiệu chúng ta cảm ơn Chúa. Do vậy, có nhiều miền, nhiều vùng, nhiều bộ lạc, vì họ chỉ có ngôn ngữ mà chưa có được viết ra được thành chữ, thành thử họ, hoặc là họ quá ít, thành thử Kinh Thánh chưa được dịch, lời Chúa chưa được đưa đến họ. Do vậy con số đó càng ngày càng nhỏ lại, và Thánh Kinh Hội cũng như các giáo sĩ càng ngày càng bung ra nhiều hơn. Và đây là điều đáng mừng, đó là dấu hiệu Chúa nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thưa quý vị, từ 2.000 năm trước, trước khi chấm dứt sách Khải Huyền, Giăng viết lại lời Chúa Giêsu là: Ta đến mau kiếp, ta đến mau kiếp, ta đến mau kiếp, ta đến mau kiếp. Năm chương cuối của sách Khải Huyền luôn luôn thấy ta đến mau kiếp, ta đến mau kiếp. Ai có tai thì nghe, hãy nghe, ta đến mau kiếp. Thế mà có nhiều người cho đến ngày hôm nay thấy Chúa hứa 2.000 năm xưa rồi, cho đến bây giờ Chúa vẫn chưa đến, làm cho một số người trùng xuống và đặt câu hỏi liệu Chúa có đến không, liệu lời hứa của Chúa có còn đúng như ngài là đấng thành tín nữa hay không. Tôi xin thưa quý vị đó, hãy dừng lại. Tôi mời quý vị đọc với tôi xem ở Phi-rơ chương thứ 3 câu 9.
Phi-e-rơ nhì chương thứ 3 câu thứ 9 giải quyết được nan đề của một số người cho rằng Chúa Giê-xu hứa mà không bao giờ thực hành về sự tái lâm của Ngài. Phi-e-rơ giải thích như sau: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Trình tay quý vị, mời quý vị xem với tôi. Trình tay quý vị, Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9: Chúa không chậm trễ. Ông Phi-e-rơ bảo rằng Chúa hứa, Chúa làm, Chúa không chậm trễ đâu. 2000 năm vẫn chưa chậm trễ. Nhưng mà tại sao? Ông tiếp tục: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhị nhục đối với anh em. Lý do: Ngài không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Khi đọc tới Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 9, cái việc lo lắng cho Chúa không thành tín đó đã bị quá giải, mà chúng ta lại tìm ra một phương hướng mới. Đó là vì Chúa yêu thương, vì Chúa nhịn nhục, và vì Chúa muốn quý vị và tôi cộng tác với Ngài trong chiến dịch truyền giảng. Chúa chậm, Chúa chưa đến, không phải là Chúa không đến. Ngài đương chờ đợi, Ngài cần nấn ná để mỗi ngày có nhiều người được cứu thêm vào hội thánh. Và thưa quý vị, ai? Ai là người mang những người chưa biết Chúa vào về với Chúa? Không ai cả. Không ai khác hơn là quý vị và tôi. Chúa không dùng thiên sứ của Ngài để truyền giảng phúc âm, dầu Chúa có quyền làm điều đó. Chúa chỉ cậy nhờ nơi quý vị và tôi là những người được chuộc, có kinh nghiệm trong sự cứu rỗi. Mỗi ngày mà Chúa chưa đến là mỗi ngày Chúa chờ đợi quý vị và tôi, cho quý vị và tôi một dịp tiền nữa trong đời để mau mau chia sẻ phúc âm, nói về Chúa cho bạn hữu mình, kể cả những người bà con lối xóm và gia đình của mình về với Chúa, vì Chúa không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn. Nếu quý vị có hai đứa con, một đứa tin Chúa và một đứa chưa tin, hay là một đứa không tin, cho đến giờ vẫn chưa chịu tin, quý vị nên canh cánh bên lòng điều này. Mỗi khi mở mắt ra, quý vị phải biết cảm ơn Chúa. Con ca ngợi Ngài, Ngài chưa đến vì Ngài còn thương đứa con của con, nó chưa có dịp biết Ngài. Ngày hôm nay có thể là ngày chốt của thế gian này, xin Chúa, lại Chúa vì cái danh Ngài, vì cớ con, vì cớ một con người bất toàn trước mặt Chúa nhưng được Chúa cứu, vì cớ con, nguyện danh Ngài soi sáng để cứu đứa con yêu quý của con trước khi quá trễ. Nên nhớ rằng một giây phút qua đi, một ngày qua đi, Chúa luôn luôn có mục đích của Ngài trên đời sống quý vị và tôi. Tội nghiệp cho chúng ta là chúng ta không thấy được mục đích đó. Chúng ta sống ngày cứ qua ngày, chúng ta cứ bôn ba bươn chải làm công việc của chúng ta, điều đó không có gì sai cả. Nhưng mục đích của Chúa trên đời sống cha của chúng ta không phải chỉ có thế. Mục đích của Chúa để cứu chúng ta không phải để chúng ta yên tâm rằng mình có một cái vé bảo đảm về thiên đàng, nhưng mà mỗi giây phút Chúa trì hoãn trở lại thế gian, phải chăng đó là tình nhân, lòng nhân từ hồ hải của Chúa để quý vị và tôi cộng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc thế giới? Chúng ta cần phải làm một cái gì cho Chúa ngay giờ này? Nếu Chúa cho chúng ta sống thêm một ngày nữa, hoặc là một tuần nữa đi, thì thưa quý vị, mục đích sống của chúng ta là gì? Cộng tác với Chúa trong chương trình truyền giáo. Ngài không chậm trễ như nhiều người tưởng đâu. Ngài muốn chúng ta có dịp cộng tác với Ngài. Tôi mời quý vị, tôi tha thiết nài quý vị,
trong tuần lễ tới, từ nay cho đến tuần tới, mỗi người cầu nguyện xin Chúa cho con có thể làm cá nhân chứng đạo cho một người. Chủ nhật tuần tới, tôi sẽ trình bày về diễn tiến ngày Chúa tái lâm. Bài giảng tuần tới là cho những kẻ tin Chúa rồi cũng như kẻ chưa tin. Tôi xin mời quý, nhờ quý vị mời một thân hữu của hữu đến tuần tới đây, để họ cũng biết số phận của họ như chúng ta biết số phận của chúng ta. Diễn tiến ngày Chúa tái lâm, nếu từ nay đến tuần tới mà Chúa chưa tái lâm đó một sư tâm, thì chúng ta lại có dịp một lần nữa để rao ra lời của Chúa. Bài giảng tuần tới vừa là bài giảng bồi linh mà vừa là bài giảng truyền giảng. Vì bài giảng tuần tới là bài giảng liên quan đến mọi người, không phải là những người công dân Chúa hay là không. Tôi chỉ xin quý vị một điều: cộng tác với Chúa, Chúa đừng cậy nhờ chúng ta. Mời một người bạn, một người chưa tin, người đó có thể là con, vợ, chồng, cha, anh, em, hàng xóm, cầu nguyện cho họ trước. Mời họ đến đây Chủ nhật tuần tới, khuyên họ chuẩn bị tấm lòng khi bước vào đền thờ này tuần tới, để dân Chúa được vinh hiển. Và nếu Chúa chưa trở lại thì tuần tới Chúa có thể cứu nhiều người đến đây ăn năn tội để tiếp nhận Ngài trước khi quá trễ. Mời chúng ta đứng lên đến với Chúa giờ này. Tôi xin mời quý vị, tôi chỉ xin 30 giây thôi. Mời quý vị đừng có bận tâm. Mời quý vị đứng tại chỗ nhắm mắt cúi đầu. Mời quý vị đứng tại chỗ nhắm mắt cúi đầu đến với Chúa giờ này. Chúa gửi gắm một sứ mạng, đó là sứ mạng sáng hôm nay, đó là Chúa mời gọi quý vị cộng tác với Ngài trong công tác cứu chuộc. Ngài chờ đợi, Ngài nắn ná một tuần nữa để cứu thêm một số người. Số người đó là bạn hữu của chúng ta, con cái của chúng ta, chồng vợ của chúng ta, anh em của chúng ta. Ngài nắn ná một tuần nữa để rồi chúng ta được có dịp cộng tác với Ngài trong sứ mạng quá quan trọng này. Tôi xin mời, tôi xin mời ai đó nhờ cậy Chúa, hứa nguyện với Chúa, quyết tâm: Chúa ơi, con không biết làm sao, nhưng mà con thấy là ngày Chúa quá gần rồi. Xin Chúa cho con làm chứng trong tuần tới để dẫn một người đến với Chúa. Mời họ đến với đền thờ này để nghe lời Chúa vào tuần tới. Nếu ai muốn xin như vậy, xin mời quý vị đến đây với tôi cầu nguyện cho quý vị sáng nay. Mời lên đây. Vâng, mời, xin mời quý vị lên đây. Chúng ta nắm tay nhau và cầu nguyện. Con xin Chúa Ngài chỉ cho con, lòng con nóng nảy, con muốn chia sẻ về tình thương của Chúa. Mời quý vị lên. Dạ vâng, mời quý vị lên. Quý vị sẽ không làm được, nhưng mà Chúa sẽ làm được. Chúa giúp quý vị làm điều này. Chúng ta đừng chần chờ nữa, vì ngày của Chúa có thể trong vòng một tuần nữa. Người đó, bất cứ là người nào mà chúng ta biết rằng người là bạn chúng ta, là bà con chúng ta đó, mà mong ước được làm điều này, thì chính chúng ta là nhịp cầu để đem họ đến đây. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho những người chưa biết Chúa tuần tới thế nào cứu Chúa chúng ta trở lại. Ít ra chúng ta cũng chia sẻ với họ một lần trong đời, để họ biết rõ rằng Chúa chúng ta là đấng sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa. Và Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm cho thành. Sở dĩ Ngài chưa đến là vì Ngài chờ quý vị và tôi cộng tác với Ngài. Ngài muốn cứu thêm một số người vào hội thánh vào Chủ nhật tuần tới. Quý vị đừng ngần ngại. Quý vị đừng ngần ngại. Đừng sợ tôi làm không được. Chúa cộng tác với quý vị như lời Ngài đã hứa. Nếu quý vị sẵn sàng bước đến với Ngài, Ngài sẵn sàng cộng tác với họ. Và vì Ngài cộng tác với họ, vì Ngài cộng tác với người đó, Ngài sẽ làm thành những gì mà Ngài đã hứa. Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Mời quý vị đến với Chúa giờ này. Tôi cảm ơn những người đã hứa nguyện với Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi cầu nguyện cho quý vị, và chính quý vị cũng cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho những người thân của mình chưa được cứu. Người đó có thể là ở đây với quý vị hay ở bất cứ một nơi nào xa xôi. Chuyện đó không quan trọng với Chúa. Chuyện quan trọng là lòng quý vị muốn Chúa, cầu xin Chúa cứu người đó qua sự làm chứng của mình. Người đó có thể một nơi nào khác trên thế giới, người đó có thể ở Việt Nam, người đó có thể là xa lạ, quen biết, hay là người đó có thể là người gần gũi với mình. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là Chúa thấy tấm lòng quý vị muốn Chúa cứu người đó, và xin Chúa cho quý vị được cộng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc vĩ đại này trong một tuần lễ tới thôi. Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị đã có một quyết định quan trọng này. Mời quý vị cúi đầu trước mặt Chúa giờ này. Tôi xin quý vị có một phút cầu nguyện cho chính mình. Những người ở dưới cũng có thể làm như vậy. Cầu nguyện cho chính mình. Xin Chúa dùng con.
Chúa ơi, con biết dấu hiệu mà ngày Chúa tái lâm quá gần, quá gần, và con hiểu rõ điều đó. Giờ này Chúa ơi, con phải làm gì? Bây giờ xin quý vị cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho một người nào đó mà quý vị ao ước Chúa cứu người đó. Cầu nguyện cho người đó, cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho người đó. Chúa ao ước cứu người đó, cầu nguyện cho họ ngay bây giờ. Bước thứ ba là quý vị xin Chúa cho quý vị có một dịp tiện để trong tuần này đây, quý vị có dịp nói về Chúa cho họ, cho con có dịp để làm chứng với họ. Có thể làm chứng qua email, có thể làm chứng qua phone, có thể làm chứng qua nói chuyện bằng điện thoại, vân vân. Quý vị có thể cố gắng làm như vậy. Và bước cuối cùng là nếu có thể được, quý vị cố gắng cầu xin Chúa cho con có ơn để mời người đó, nếu người đó ở trong thành phố này, mời người đó đến đây vào Chủ nhật tuần tới. Rồi con công việc còn lại để Thánh Linh làm việc. Việc còn lại Thánh Linh của Ngài sẽ hoàn tất. Nếu quý vị đồng ý cầu nguyện với tôi bốn vấn đề đó, quý vị cứ tiếp tục. Bây giờ này tôi xin được cầu nguyện cho quý vị. Lạy Chúa yêu quý của chúng con, cảm ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Thánh Linh Ngài, cho chúng con biết trách nhiệm của một người con yêu của Chúa. Và chúng con vui mừng vì cớ được cộng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc này. Con biết Ngài của Chúa quá gần, Ngài nhịn nhục quá lâu, và lòng yêu thương của Ngài quá là bao la để chờ đợi cho những người biết ăn năn. Lạy Chúa, những người đứng trước mặt Chúa buổi sáng hôm nay là những người hứa nguyện cộng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc Ngài trong tuần lễ tới. Xin Chúa cho họ có ơn trong sự cầu nguyện. Xin Chúa cho họ có ơn trong sự làm chứng. Xin Chúa cho họ có ơn trong sự mời gọi để Chủ nhật tuần tới, mỗi người đưa một người thân của mình đến nghe về sự cứu chuộc của Chúa, nghe về kế hoạch của cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài trở lại thế gian. Nguyện danh Chúa được vinh hiển trên chúng con. Chúng con biết chúng con không làm được gì cả, nhưng mà Thánh Linh của Ngài làm trong chúng con và qua chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, Đức Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin giờ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển được thuộc về Cha.